Trại gà 4.000 con của một hộ nông dân bị chết ngộp do lũ, cả làng chung tay giúp đỡ. Chiêm ngưỡng ruộng bậc thang mâm xôi hút khách du lịch tại Hoàng Su Phi, Hà Giang. Cần có biện pháp để xử lý, ngăn ngừa tình trạng trầm cảm sau sinh ở các sản phụ.